hồng già đấy. Cái sườn liễu này đã giật ra đây rồi. Để đâu, có đây không đây? Có du ấy. Đấy có du à nhỉ? Nhìn ra như du ấy nhỉ? Đấy là du ấy. Đây cơ. Đấy là du. Du đây rồi. Cái ổi này hay phết đấy. Kiếm thấy cái dễ à? Để thôi. Bao tiền cây tùng này? Thế còn cây kim quýt của nhà mình không? Hay vậy? 2,5 triệu. Đẹp đấy. Kim quýt thì ít lắm. Miền Bắc ít. Tùng thì có cái tay đẹp quá. Thường nó đến, bất thường nó đến, hiểu không? Không có cần thì đến nó đến. Nhưng mà nay về cuối tuần mà cảm giác vắng nhỉ? Vắng ghê. Chắc về quê hết thì đéo nào.
qua nó bán rồi à? Có thằng lấy à? Hôm qua mấy cái ổi có thằng lấy rồi. Cái ổi to to ấy.